Tối nay, mùng 1 tháng 9, 1.200 người dân trong khu phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung chưa phải là F1 được đi cách ly, giãn dân tập trung như các trường hợp F1 tại khu ký túc xá Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất. Theo thống kê, có 690 hộ dân tương ứng với 2.000 nhân khẩu ở khu vực có dịch. Tuy nhiên, có 425 người là F0 và F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Vì vậy, số người cần di chuyển tính đến cuối giờ chiều nay khoảng 1.200 người. Ngay từ sớm, lực lượng công an, quân đội, dân phòng, y tế được huy động để chuẩn bị cho đợt vận chuyển cư dân lớn này. Đường Nguyễn Trãi, đoạn qua điểm nóng Thanh Xuân Trung, tạm thời được ngăn một nửa để phục vụ công tác cách ly. Các chiến sĩ tạo thành hàng rào sống, ngăn cách giữa đường làm nhiệm vụ phân luồng. 8 xe buýt được huy động để đưa người dân. Đợt vận chuyển dân này được diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Mỗi đợt sẽ vận chuyển 150 công dân và đi theo cụm gia đình nhằm tránh lây chéo cũng như có thêm điều kiện hỗ trợ nhau. Với cái số lượng công dân của chúng tôi hiện nay còn tại hai ngõ này là khoảng 1.200 công dân. Thế là chúng tôi chia làm 10 đợt để tổ chức vận chuyển trong thời gian là 3 ngày. Thì sau khi vận chuyển xong thì chúng tôi sẽ tổ chức bảo đảm đầy đủ các cái chế độ cho công dân tại khu cách ly, phối hợp chặt chẽ với lại chúng tôi quản lý công dân để bảo đảm cho công dân sinh sống trong cái thời gian mà cách ly tại khu cách ly trung tâm của thành phố. Tất cả các nhu cầu đời sống của công dân thì đều được bảo đảm rất là tốt, như là công dân đi cách ly như là công dân F1 đều bảo đảm chế độ ăn và nhu cầu sinh hoạt trong người dân. Với mức ăn là 80.000 trên ngày và nhu yếu phẩm là 40.000 người trên một ngày, bảo đảm như một công dân F1 được đi cách ly trong thời gian công dân. Và tất cả những chuyện này đều do quận bảo đảm và công dân không phải bỏ bất kỳ khoản chi phí nào trong thời gian của công dân cách ly tại khu vực cách ly của thành phố. Ổ dịch Thanh Xuân Trung chiều tối nay ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19. Trong ngày 1 tháng 9, ổ dịch này đã ghi nhận thêm 32 ca nhiễm COVID-19, với tổng số trường hợp dương tính tại đây lên 381 người từ ngày 23 tháng 8 đến nay.